thật bất ngờ và thú vị về máy bay. Bạn thân mến, cho mình hỏi rằng ở đây có ai từng đi máy bay chưa nhỉ? Comment ngay chữ có hoặc là không xuống dưới phần bình luận các bạn nhé. Máy bay từ lâu vốn dĩ là phương tiện rất là quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn vô số những câu chuyện được cho là rất bí ẩn và khó hiểu xoay quanh chiếc máy bay này. Vậy thì đó là gì? Ngay bây giờ hãy cùng mình đi khám phá ngay và luôn các bạn nhé. Máy bay đầu tiên xuất hiện khi nào? Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới được ra đời vào năm 1903, có tên là Flyer. Chiếc máy bay đời đầu này có thể bay được 40m trong 12 giây trên không trung, cùng với thân hình nặng 300 cân các bạn ạ. Vì là em máy bay sơ khai đầu tiên, cho nên tới nay nó vẫn còn được trưng bày tại Viện Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Hoa Kỳ tại Washington DC. Nó được cho là một trong những sáng chế vĩ đại nhất của nhân loại trong sự phát triển phương tiện di chuyển được trên không. Flyer là chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới. Thế thì chiếc máy bay tuổi thọ cao nhất trong lịch sử ngành hàng không là cái nào? Vâng, và đây, xin hân hạnh giới thiệu với các bạn Boeing 737-200 và AN-2, chiếc máy bay có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử hàng không luôn. Hai chiếc máy bay này đã có hơn 50 năm thâm niên chinh chiến trên các đường bay luôn. Có thể bạn nghĩ, 50 năm thì có gì đâu mà nhiều. Nhưng không bạn ơi, với một chiếc máy bay thông thường, ví dụ máy bay thương mại chẳng hạn, thì từ 20 tới 30 năm là em nó sẽ phải về vườn rồi. Còn đây tới 50 năm chinh chiến trên mọi nẻo đường thì đạt danh hiệu như thế là chuẩn bài rồi. Và tiếp theo sau đây sẽ là một người đàn ông đã làm điều mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi với chiếc máy bay nặng 50 tấn. Hãy cùng sang phần tiếp theo để xem đó là gì các bạn nhé. Kinh ngạc về người đàn ông dùng răng kéo được máy bay 50 tấn. Tin nổi không khi mà bộ răng người có thể kéo một chiếc máy bay lên tới 50 tấn cơ chứ? Nhiều bạn nghĩ rằng chắc người ngoài hành tinh, chứ người thật ai mà làm được cái điều này. Tuy nhiên có một sự thật rằng, vào năm 2013, một người đàn ông sống ở Hungary đã dùng chính bộ răng của mình để kéo một chiếc máy bay nặng tới 50 tấn và được bế vào danh sách kỷ lục Guinness luôn. Và chủ nhân của bộ răng ngoài hành tinh này chính là Soshinka. Cụ thể thì ông đã dùng một sợi dây thừng cột vào bánh trước của chiếc máy bay, đầu còn lại của sợi dây ông đã cho vào miệng và kéo chiếc máy bay di chuyển một cách cực kỳ đơn giản. Ông đã kéo được chiếc máy bay Airbus A320 nặng 50 tấn dịch chuyển được khoảng 39,2m dọc theo đường băng, chỉ mất đúng 52 giây cuộc đời mà thôi. Và tiếp theo thì hãy cùng chúng mình đi giải mã về vụ mất tích máy bay MH370, vốn được xem là bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không các bạn nhé. Bí ẩn về chiếc máy bay MH370. Bạn thân mến, vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, một chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 227 hành khách cùng với 12 phi hành đoàn đã biến mất một cách bí ẩn và không để lại bất kỳ dấu vết nào đang trong quá trình bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Việc mất tích của máy bay này đã được nhắc đến và bàn luận rất nhiều rồi, nhưng trước ngày máy bay rơi thì có một số những điểm báo dự đoán rất chính xác về vụ mất tích bí ẩn này một cách lạ lùng luôn. Một người dùng mạng xã hội Reddit đã tình cờ phát hiện ra rằng số hiệu sản xuất của máy bay MH370 tại xí nghiệp Boeing là 404 và ai sử dụng Internet cũng rõ rằng 404 là số hiệu của một lỗi thường gặp trên mạng với ý nghĩa là không tìm thấy. Nên người ta cho rằng có lẽ chiếc MH370 từ khi ra đời đã mang trên mình điểm báo về vụ mất tích, một sự việc không thể nào tránh khỏi. Và trường hợp khác được cho là điểm báo về sự mất tích của MH370, đó là trước đó nhà tiên tri Joshua đã đăng tải một video ám chỉ một vụ tai nạn máy bay sẽ xảy ra. Và cụ thể trong dự đoán ông nói rằng có một chiếc máy bay lớn mang theo hơn 200 người sẽ gặp lỗi trên đường bay. Chúng ta phải cầu nguyện, đây là một quốc gia châu Á và đúng như dự đoán của ông thì chiếc máy bay MH370 đã biến mất tại Malaysia Airlines. Sẽ ra sao nếu bấm nút xả nước toilet trong khi đi máy bay? Có một sự thật rằng nếu bạn đứng gần bồn cầu toilet trong khi xả nước thì rất có thể chiếc điện thoại sẽ bị hút vào trong bồn cầu. Bởi vì bồn cầu toilet trên máy bay không hề ngập nước như các loại bồn cầu thông dụng mà chúng ta dùng hiện nay đâu. Một khi bạn xong việc và bấm nút xả, hệ thống sẽ kích hoạt chức năng hút sản phẩm để làm sạch bồn cầu và lực hút của hệ thống này là cực kỳ mạnh. Bởi vì vậy mà người ta mới khuyến cáo rằng nên đậy nắp bồn cầu trước khi giặt nước để tránh trường hợp các đồ vật khác vướng víu và bị bồn cầu hút vào, ví dụ như là điện thoại, trang sức hay là vật dụng cá nhân vân vân. Hay thậm chí còn có trường hợp một người đàn ông lớn tuổi ấn nút xả trong khi vẫn ngồi trên bồn cầu và thế là người đàn ông này đã bị hút chặt vào bồn cầu và ông có cảm giác như bị hút cả ruột ra ngoài vậy. Sau đó thì các nhân viên lập tức phát hiện ra đã rất là vất vả hàng giờ đồng hồ mới có thể kéo được người này ra khỏi bồn cầu các bạn ơi. Những vị khách kỳ lạ trên máy bay. Làm ngành dịch vụ hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều người nên việc gặp các tổ bay hoặc các vị khách kỳ cục là chuyện không thể tránh khỏi.
có một vị khách kỳ lạ đã mắc chứng mộng du trong một chuyến bay từ Los Angeles tới Hồng Kông của phi công Boland. Có một vị khách kỳ lạ, đó là cô gái mắc chứng mộng du. Cô hoảng loạn nói với tiếp viên rằng mình đã bỏ quên chồng tại sân bay Mỹ. Cô yêu cầu tiếp viên kiểm tra lại bảng kê khai hành khách để tìm tên người chồng. Nhưng điều bất ngờ là họ phát hiện ra rằng nữ hành khách đang bị mộng du và chồng của cô thì cũng đang ở trên máy bay luôn. Đặc biệt nhất là vị khách đã mang xác chết trong hành lý xách tay của mình. Một cựu tiếp viên hàng không chia sẻ về trải nghiệm kỳ lạ nhất của mình rằng vào những năm 1960-1970 và khi đó Cục An ninh Vận tải Mỹ chưa ban hành các quy định nghiêm ngặt về hành lý ký gửi. Khi đó, nữ tiếp viên đã gặp một hành khách xách theo túi vải lớn trên máy bay. Những chiếc túi bị rơi xuống để lộ ra một xác chết. Nó đã khiến nhiều người hoảng hốt. Tuy nhiên, đó không phải là một vụ giết người, mà hành khách này chỉ cố gắng mang theo thi thể của người thân về nhà để làm đám tang và muốn tiết kiệm chi phí nên không ký gửi mà thôi. Cặp đôi kết hôn ngay trên máy bay. Mới đây, một cặp đôi do không kịp đến nhà thờ làm đám cưới như dự tính nên đã có một quyết định táo bạo, đó là tổ chức kết hôn ngay trên chuyến bay dưới sự chứng kiến của phi hành đoàn và những hành khách. Nhân vật chính của câu chuyện này đó là Pam và Jeremy Sander đến từ thành phố Oklahoma. Sau khi biết được tin một số hãng hàng không không bắt hành khách đeo khẩu trang nữa, cặp đôi có quyết định nhanh chóng là mua vé máy bay đến Las Vegas của Mỹ để tổ chức đám cưới. Và trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, họ đặt vé máy bay và khách sạn, đặt mua một chiếc váy cưới trên mạng một ngày trước khi bay. Sau đó cặp đôi tới sân bay ở Dallas trong trang phục váy cưới và vest chú rể, nhưng quá đen khi chuyến bay này nhiều lần bị hoãn và cuối cùng phải hủy, nên cặp đôi không thể tới Las Vegas làm lễ kết hôn tại nhà thờ như đã đặt lịch từ trước rồi. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra đó là hai người đã tình cờ gặp một vị mục sư tại sảnh chờ của sân bay. Ông cũng dự định lên chuyến bay từ Las Vegas. Sau khi nghe cặp đôi kể về kế hoạch tổ chức đám cưới của mình, thì ông đã ngỏ lời chủ trì hôn lễ cho họ tại Las Vegas. Thật may là lúc này họ phát hiện một chuyến bay của hãng Southwest chỉ còn đúng 4 ghế trống mà thôi. Chuyến bay này cách đó 25 phút di chuyển và cả ba chỉ còn 50 phút trước khi chuyến bay cất cánh. Với tốc độ bàn thờ thì cuối cùng cả ba tới được sân bay và kịp thời làm thủ tục lên máy bay. Các hành khách khác đều chúc mừng cho cặp đôi khi thấy họ di chuyển trong sân bay với trang phục cưới. Và khi lên máy bay, cơ trưởng rất bất ngờ trước trang phục cô dâu của Pam. Cô liền chỉ nói đùa rằng mình muốn tổ chức đám cưới trên máy bay. Lại thật bất ngờ hơn nữa khi mà viên phi công tỏ ra hào hứng và ủng hộ quyết định này. Và lễ cưới của Pam và Sander đã diễn ra ngay trên phi cơ với sự giúp đỡ không thể nhiệt tình hơn từ các tiếp viên hàng không. Và ngoài ra còn có một sự tình cờ như cố ý nữa là có một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng có mặt trên máy bay và đã giúp cho cặp đôi ghi lại những hình ảnh đáng nhớ trong cuộc đời của mình. Từ việc gặp được một linh mục là chủ hôn lễ tới việc gặp nhiếp ảnh gia trên máy bay, cô Pam đã phải thốt lên rằng mọi việc trùng hợp tôi không thể nào tin được. Vậy là bất đắc dĩ cặp đôi Pam và Sander đã đưa tình yêu của họ lên một tầm cao mới theo đúng nghĩa đen. Họ đã tổ chức đám cưới khi đang bay trên trời ở độ cao khoảng 11.200m. Chuyện tình kỳ lạ giữa người phụ nữ và chiếc máy bay đồ chơi. Một người phụ nữ ở Hungary không biết là có vấn đề gì về thần kinh hay không khi mà yêu một chiếc máy bay đồ chơi đến nỗi ngủ chung giường, ôm hôn nó như là với người và thậm chí chia tay với người yêu để coi chiếc máy bay là tình yêu duy nhất của đời mình. What the hell? Đó là câu chuyện về Sandra, 28 tuổi. Từ khi mới 3 tuổi đã dành cả tuổi thiếu niên của mình mơ mộng về việc được làm việc với máy bay ở trong tương lai. Và năm 2021, cô cũng đạt được mơ ước của mình, đó là một công việc làm trong ngành hàng không. Và cũng chính từ đây, cô chia tay với bạn trai và quyết định bắt đầu mối quan hệ với một chiếc máy bay đồ chơi mà cô mua cho anh ta. Chiếc máy bay này có giá là 600 bảng Anh, tức là khoảng 17 triệu đồng. Sandra cho biết rằng cô cũng không biết tại sao cô lại yêu anh ấy. Mối quan hệ đi xa tới mức Sandra còn âu yếm và hôn chiếc máy bay đồ chơi suốt đêm. Mỗi lần đi chơi thì Sandra đều đưa anh ấy đi cùng. Và cô cho rằng lần đầu tiên trong đời cô được yêu đúng nghĩa. Và công việc toàn thời gian của cô ở một sân bay đã luôn khiến Sandra đối mặt với sự cám dỗ của những chiếc máy bay khác. Và cô gái này cũng cho biết thêm rằng cô chưa chắc đã quay lại mối quan hệ giữa người với người. Những chuyện quái dị nhất đã từng xảy ra trên các chuyến bay. Những chuyện kỳ lạ ở dưới đất thì vốn cũng không thiếu gì, nhưng nếu là ở trên máy bay, bạn sẽ còn bắt gặp những tình huống kỳ dị đến nỗi những cái đầu giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể nào nghĩ ra tới luôn. Vị khách mắc kẹt trong bồn cầu có lẽ là câu chuyện đáng nhớ nhất của Mary, tiếp viên hàng không tại Florida. Đó là một ngày bình thường như bao ngày với một tiếp viên hàng không tại Miami. Khi mà các hành khách lên máy bay, cửa đóng lại và chuẩn bị cất cánh, thì đột nhiên Mary nhận được một cuộc gọi báo rằng chưa thể bay được do vẫn còn có người mắc kẹt trong toilet. Khi báo lại với cơ trưởng thì ông ấy cũng chẳng tin, nên khi phải tận mắt chứng kiến, ông ấy mới ngỡ ngàng ngơ ngác. Mọi người đều nỗ lực để kéo vị khách ra khỏi chiếc bồn cầu nhưng đều không được và họ đã phải gọi cho đội bảo trì. Họ phải gỡ cả nắp bồn cầu ra thì mới giải cứu được vị khách nọ.
Tuy nhiên thì câu chuyện này vẫn chưa oái oăm bằng câu chuyện tiếp theo của cô Akoni, tiếp viên hàng không ở Hawaii. Một buổi tối trong ca trực cùng đồng nghiệp khác trên chuyến bay chuẩn bị hạ cánh tại Portland, Oregon của Mỹ. Lúc này đèn trong khoang hành khách cũng đã tắt rồi, nhưng mà đột nhiên Anikon thấy vài người đứng phắt dậy ngay giữa lối đi. Cô lập tức gọi vào loa, yêu cầu hình bóng ấy phải ngồi xuống, nhưng tuyệt nhiên lại không thấy tuân thủ gì cả. Họ cứ đứng ở đấy, tay bám vào nóc cabin, khiến Akoni phải hét vào loa, khẩn khoản van nài trong vô vọng. Nhưng không sao, may mắn là chuyến bay hạ cánh an toàn. Lúc này Akoni vội tháo dây an toàn chạy đến chỗ hình bóng ấy, thì thấy đó là một người phụ nữ tuổi khoảng trung niên. Akoni đã van nài bà ngồi xuống nhưng bà nói rằng, cô không hiểu, tôi không thể ngồi xuống được. Akoni vẫn tiếp tục năn nỉ, nhưng người phụ nữ vẫn không chịu ngồi xuống. Thay vào đó bà nắm lấy vai cô vừa lắc vừa hét lên. Cô không hiểu, tôi ra quần luôn rồi, giờ tôi vào nhà vệ sinh được chưa? Lúc này thì cô tiếp viên chỉ biết câm nín chẳng biết nói gì, rồi vội vàng né ra cho bà đi giải quyết thôi. Những khoảnh khắc dở khóc dở cười trên những chuyến bay. Ngày nay càng có nhiều người chọn máy bay là phương tiện di chuyển cho những chuyến đi của mình vì sự nhanh chóng và tiện lợi của nó. Những hành khách này đến từ các quốc gia, độ tuổi, dân tộc, thành phần xã hội, tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau. Chính vì sự đa dạng đấy mà đôi lúc bạn sẽ phải bắt gặp rất nhiều những tình huống dở khóc dở cười, những con người kỳ lạ khiến bạn có thể nổi điên trên các chuyến bay. Bạn không hề nhìn nhầm, đây hoàn toàn là sự thật. Một người đàn ông trông như một người Do Thái chính thống ngồi trên máy bay trong tình trạng bị bọc kín trong túi ni lông, không hiểu ông ấy định làm gì. Còn đây, người đàn ông này có lẽ say vì uống cạn toàn bộ số rượu đã được phục vụ miễn phí trên máy bay. Anh ta đã gào thét liên tục rằng máy bay chuẩn bị rơi. Đối với một số người thì ngủ ngồi trong lúc đi máy bay là việc làm hết sức khó khăn, nhưng có lẽ người phụ nữ này thì không phải như vậy. Bé nhỏ như này nằm ngủ đâu mà chả được, có ảnh hưởng gì đến ai đâu. Và đây anh chàng này, băng rôn buộc đầu, ánh mắt lạnh lùng và một chiếc bàn chải ở trong miệng. Không biết anh ấy đang định làm gì, chẳng nhẽ gặm bàn chải cho đỡ buồn ư?